Mình được Tử Vi mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ năm ngày 18 tháng 8 năm 2022, và theo âm lịch hôm nay là ngày 21 tháng 7 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Quý Mão, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Dần, và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Nhâm Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Giáp Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thanh Long, giờ Ất Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Minh Đường, giờ Mậu Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Kỷ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Tân Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Quý Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Câu Trận, giờ Bính Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Đinh Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Chu Tước, giờ Canh Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Nhâm Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Quý Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Nguyên Vũ. Về ngũ hành niên mệnh Kim Bạch Kim, ngày Quý Mão, tức can sinh chi, nghĩa là thủy sinh cho mộc, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, Kim Bạch Kim, kỷ tuổi, đinh dậu, tân dậu, ngày thuộc hành kim, khắc với hành mộc, đặc biệt là tuổi, kỷ hợi, nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày mão, lục hợp với tuất, tam hợp với mùi, và hợi thành mộc cục, xung với dậu, hình tý, hại thìn, phá ngọ và tuyệt thân. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Tân Dậu, Đinh Mão, tuổi xung trong tháng, tuổi Canh Dần, Giáp Dần. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Đức tốt mọi việc, sao Cát Khánh tốt mọi việc, sao Ích Hậu tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, sao Sát Cống, Đại Cát tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu trừ sao Kim Thần Thất Sát. Sao xấu trong ngày gồm có sao Thiên Lại xấu mọi việc, sao Hoang Vu xấu mọi việc, sao Chu Tước Hắc Đạo kỵ về nhà mới khai trương. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng đông nam, tài thần hướng tây bắc. Và sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ năm ngày 18 tháng 8 năm 2022. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Tử vi tuổi Tý thứ năm ngày 18 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Tý bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Tý Ngọ Mão Dậu. Điều này sẽ làm cho bạn đang có sự vô lễ và nhắc nhở bạn tuổi Tý rằng trong giao tiếp không chỉ đơn thuần là những lời nói. Vậy thì tại sao bạn không vận dụng giao tiếp một cách hiệu quả nhất trong ngày? Với bạn tuổi Tý, bạn đừng quên rằng có những cách khác nhau để cho bạn có thể truyền tải những suy nghĩ, thông điệp của mình một cách hiệu quả và giá trị nhất tới đối phương nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tý lại đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh. Điều này sẽ mang tới cho bạn tuổi Tý có được tư tưởng vô cùng là thoải mái. Bạn hãy tận hưởng sự tự do, thoải mái mà bạn có được trong ngày hôm nay. Với bạn có quyền làm những gì mà bạn muốn, vậy thì bạn hãy khuyến khích bản thân mình không ngừng tìm tòi, học hỏi, khám phá những điều thú vị đang hiện diện trước mặt mình nhé. Thêm vào đó, vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tý cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Điều này cho thấy sức khỏe của bản mệnh đang được cải thiện lên mỗi ngày. Với bạn tuổi Tý, dường như bạn đang có được nguồn động viên để có động lực mỗi ngày tập thể dục thể thao một cách đều đặn, và điều này sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho bạn nữa rồi. Về câu quyết cho bạn tuổi Tý trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, hãy để ý hơn tới cách hành xử của mọi người. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, bạn chớ nên áp đặt ý kiến lên người khác. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, chấp nhận sự thật rằng luôn có người ganh tị với bạn. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, nhận được sự hỗ trợ từ phía người thân. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, mối quan hệ vợ chồng có được sự hài hòa, yên ấm.
Vậy đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, quân số may mắn số 26, số 87, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Sửu thứ năm ngày 18 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Sửu bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Sửu có được cơ hội thể hiện được ưu thế của mình trong các ngành nghề như là nghệ thuật, nghiên cứu, khoa học, dịch vụ. Với bạn tuổi Sửu, bạn nhận được sự đánh giá cao của bạn bè, đồng nghiệp và có được cơ hội phát triển tốt hơn nữa trong tương lai của mình. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Sửu, bạn cần phải mở rộng các mối quan hệ xã giao của mình, quan tâm tới những mối quan hệ xung quanh mình hơn chỉ chăm chăm hoàn thành công việc của mình. Tạo quan hệ tốt đẹp với mọi người cũng sẽ giúp cho con đường thăng tiến của bạn được hanh thông, thuận lợi hơn. Ngày thứ năm này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có mộc thổ xung khắc. Đáng buồn là cái chuyện tình cảm vợ chồng của bạn trong ngày hôm nay lại không được như ý muốn. Đôi bên có thể xảy ra sự tranh cãi vì một số vấn đề nào đó tưởng chừng như là nhỏ nhặt, và hai người cần phải tìm ra cách dung hòa những khuyết điểm, những điểm khác biệt của mình nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim có cơ hội thể hiện được ưu thế của mình. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy tận hưởng thành quả xứng đáng với công sức lao động của mình bỏ ra. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa nhận được sự đánh giá cao của mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ không nên cố chấp, hãy bao dung hơn. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, vợ chồng không thống nhất được ý kiến với nhau. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, quân số may mắn số 21, số 73, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần thứ năm ngày 18 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Dần bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đã gặp được ngày có ngũ hành tam hội trợ giúp. Điều này sẽ giúp cho bạn với đầu óc thông minh nhanh nhạy của mình, bạn hoàn toàn có thể giải quyết được thuận lợi các công việc khó khăn hóc búa trong ngày. Với bạn tuổi Dần, bạn không ngại là người tiên phong khi mọi người xung quanh đều có ý muốn đùn đẩy, rút lui và bạn cứ thế tiến tới mà làm nhé. Trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Dần, bạn mạnh xây dựng được những mối quan hệ xã giao rất hài hòa nhờ cách cư xử chừng mực. Với bạn luôn biết cách kiềm chế bản thân mình để không hành xử nông nổi, đắc tội với bất cứ ai. Nhờ vậy mà, dù không phải là lãnh đạo thì bạn vẫn là người rất đáng kính trong mắt nhiều người nữa. Xem tử vi cũng chỉ ra rằng ngày hôm nay Thiêu Khổng Minh là ngày tốt, có quý nhân phù trợ, tài lộc thông suốt, thư kiện có nhiều điều phải lý. Và với bạn tuổi Dần cũng cần phải chú ý, xuất hành đi xa thì nên đi theo những hướng tốt như là hỷ thần hướng đông nam và tài thần hướng tây bắc. Đây là hai hướng sẽ giúp cho công việc của bạn gặp được nhiều may mắn, có quý nhân phù trợ, đạt được kết quả rất tốt nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Dần trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, công việc tiến triển rất thuận lợi. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, có cách giải quyết cho mọi việc dù là khó khăn. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, quan hệ xã giao được thuận lợi, được nhiều người yêu mến. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, biết làm vừa lòng mọi người, không nội nóng với người khác. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, nên xuất hành và thực hiện những điều dự tính theo kế hoạch. Và đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, quân số may mắn số 24, số 76, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lam, màu xanh rêu, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão thứ năm ngày 18 tháng 8 năm 2022.
Với bạn tuổi Mão bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có thiên tài giúp sức. Điều này làm cho bạn tuổi Mão sẽ có được cơ hội phát tài trong ngày hôm nay, đặc biệt là đối với những người làm nghề tự do, kinh doanh, buôn bán. Với bạn chắc chắn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng nếu như bạn đã chăm chỉ làm thêm trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Với bạn tuổi Mão, bạn là người thông minh, nhạy bén và cũng rất phóng khoáng với mọi người. Tuy nhiên, tật xấu của bạn là hay ba hoa, khoác lác và bạn đừng có kiêu ngạo như vậy. Hãy cần phải khiêm tốn hơn để nhận ra và học hỏi được những điều hay từ mọi người nữa. Xem tử vi cũng chỉ ra rằng trong ngày này với bạn tuổi Mão, đối với gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đồ đạc hay là tiến hành sửa chữa đục đẽo, bởi việc làm này có thể sẽ làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới người mẹ và thai nhi. Theo khổng minh, hôm nay là ngày 21 âm lịch, nhân thần ở ngón chân, vì vậy với bạn tuổi Mão nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích ở các vị trí này nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Mão trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy dễ gặp phải mâu thuẫn với bạn bè và đồng nghiệp. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa cẩn thận, kẻo lại gặp tiểu nhân quấy rối trong công việc. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ nên trao đổi nhiều hơn trước khi đưa ra quyết định. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc hãy mở rộng các mối quan hệ của mình. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim luôn cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 16, số 64, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Thìn, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Thìn, thứ năm, ngày 18 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Thìn bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Mão Thìn tương hại. Điều này sẽ đẩy bạn tuổi Thìn gặp phải tình huống đối diện với nhiều khó khăn. Và trong ngày hôm nay, với bạn tuổi Thìn, bạn thường không nhận được sự giúp đỡ và ủng hộ của mọi người xung quanh, thậm chí là bị rơi vào cảnh bị cô lập nữa. Với bạn tuổi Thìn, khi đối diện với hoàn cảnh trên, bạn không nên cảm thấy bất mãn và oán trách người khác, và bạn cũng nên xem xét lại bản thân, các kế hoạch của mình, xem mọi việc liệu đã hợp lý hay là chưa, và vì sao mà mình lại bị phản đối nhiều đến như vậy. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Thìn cũng đang gặp ngày có mộc khắc với thổ. Điều này còn làm cho bạn nhận thấy nửa kia dù là vợ hoặc chồng nhưng vẫn có những chuyện cần phải thấu hiểu, bao dung hơn cho nhau. Đừng để cho tình trạng bất đồng ý kiến xảy ra quá thường xuyên. Điều này sẽ khiến cho tình cảm lứa đôi ngày càng thêm nguội đi nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Thìn trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa không được mọi người tin tưởng và ủng hộ. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ xảy ra tranh chấp trong họ hàng người thân. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc không nên hành động thiếu suy nghĩ, cần phải xem xét lại bản thân. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim vợ chồng chưa được sự thấu hiểu lẫn nhau. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy cần phải trò chuyện với nửa kia nhiều hơn. Và đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 30, số 72, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Thân, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Tỵ, thứ năm, ngày 18 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Tỵ bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có mộc sinh cho hỏa vượng. Điều này sẽ giúp cho cái chuyện tình cảm của bạn đang tiến triển rất là yên bình và ổn định trong ngày hôm nay. Với bạn tuổi Tỵ, bạn tin tưởng nửa kia và luôn có thể chia sẻ mọi suy nghĩ ở trong lòng mình với người đó. Nhờ đó mà hai người có thể kề vai sát cánh cùng nhau giải quyết được mọi khó khăn trong cuộc sống nữa nhé. Ngày thứ năm này với bạn tuổi Tỵ, đối với những người đang còn độc thân cũng dần cởi mở hơn khi giao tiếp với những người khác giới. Và nếu như bạn
có thiện cảm với ai đó thì bạn có thể chủ động giữ liên lạc với người đó. Thái độ tích cực và chủ động sẽ giúp cho bạn nhanh chóng tìm được người lý tưởng với mình, khiến cho cuộc sống bước sang một trang sử mới. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh. Điều này cho thấy với bạn còn có khả năng được thăng chức trong ngày hôm nay. Nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ, bạn đã được cấp trên tin tưởng và trọng dụng. Vì vậy, với bạn tuổi Tỵ hãy cần tiếp tục cố gắng để không phụ sự yêu mến của mọi người nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, quan hệ vợ chồng có được sự hòa hợp, đôi bên tin tưởng lẫn nhau. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, luôn cố gắng mở lòng với mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, dễ vướng vào cảnh mâu thuẫn với bạn đồng nghiệp. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, cơ hội được thăng chức trong ngày hôm nay là rất lớn. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, hãy cố gắng để không phụ lòng của mọi người xung quanh. Và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 26, số 85, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Mùi, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ, thứ năm, ngày 18 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Ngọ bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đã gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, Tý Ngọ Mão Dậu. Điều này cảnh báo cho bạn tuổi Ngọ cần phải hết sức chú ý trong chuyện chi tiêu ngày hôm nay. Và dù bạn là người làm ra của cải, có được sự dư giả đến mấy đi chăng nữa, bạn cũng chớ có bị lừa hoặc là mất tiền không đáng vì quá thoang tham lam hoặc là tin tưởng vào những lời của những kẻ không đáng tin cậy nhé. Trong ngày này, đối với những người đang làm trong các lĩnh vực kinh doanh, buôn bán, cần phải bình tĩnh cân nhắc chứ không nên vội vàng đưa ra quyết định về đầu tư, bởi thời điểm này với bạn sẽ gặp rất ít đối tác đáng tin cậy, tình hình kinh tế trở nên khó khăn cũng khiến cho bạn phải chịu sự cạnh tranh khốc liệt hơn với đối thủ nữa. May mắn là trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Ngọ lại đang gặp được ngày có mậu sinh cho hỏa vượng. Điều này cho thấy các chuyện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay, tình cảm giữa bạn với nửa kia đang rất yêu thương và quý trọng nhau. Và dù đã kết hôn từ lâu hay là đang ở giai đoạn tìm hiểu thì bạn vẫn luôn nhớ tới việc hâm nóng cảm xúc, tạo niềm vui bất ngờ cho người ấy nữa rồi. Về câu quyết cho bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, cần phải chú ý trong chuyện chi tiêu, chớ tiêu xài phung phí. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, không nên chi tiêu quá bừa bãi mới có thể tích lũy được. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, không nên đưa ra những quyết định về đầu tư quá vội vã. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, cần phải bình tĩnh chờ đợi thời cơ thích hợp. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, thường xuyên hâm nóng tình cảm vợ chồng. Về đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 23, số 78, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu da cam, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mùi, thứ năm, ngày 18 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Mùi bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy công việc của bạn đang tiến triển rất tốt đẹp nhờ gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp hợi Mão Mùi nâng đỡ. Và ngày này với bạn tuổi Mùi, nếu như biết đánh giá về khả năng, năng lực của bản thân mình và tình hình thực tế chính xác thì bạn có thể sẽ đưa ra được những định hướng phù hợp cho tương lai của mình. May mắn hơn, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Mùi, bạn còn có được cơ hội gặp gỡ quý nhân và đối phương có thể sẽ chỉ ra cho bạn những điểm yếu bạn cần phải khắc phục và bạn cũng cần phải lắng nghe đối phương nhiều hơn, bạn mới có thể rút ra được nhiều bài học đáng quý cho bản thân mình nữa. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Mùi, bạn lại đang gặp ngày có mộc thổ xung khắc và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là không nên dành quá nhiều thời gian cho công việc mà thiếu đi sự quan tâm tới gia đình của mình. Và dù bạn có bận rộn đến mấy đi chăng nữa, bạn cũng chớ có tìm cớ đẩy mọi công việc nhà cho người ấy, bỏ mặc con cái tự do phát triển như vậy được nhé.
Vài câu quýt cho bạn tuổi Mùi trong ngày thứ năm này. Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, công việc tiến triển khá là thuận lợi. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, bạn cần phải xác định rõ khả năng của mình, hãy đặt mục tiêu xa hơn. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, quan hệ xã hội được tốt đẹp, có được cơ hội gặp gỡ quý nhân. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, cần phải dành nhiều thời gian hơn cho gia đình của mình. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, không nên đẩy hết trách nhiệm cho nửa kia. Vậy đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 33, số 84, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Tỵ, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Thân thứ năm ngày 18 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Thân bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang chịu tác động của kiếp tài chiếu mệnh. Điều này sẽ làm cho bạn tuổi Thân gặp phải nhiều điều không được như ý muốn trong sự nghiệp. Và ngày này với bạn tuổi Thân, nếu như bạn đang ở vị trí lãnh đạo, bản mệnh sẽ phải chịu sự chỉ trích và thiếu đi sự tin tưởng từ cấp dưới của mình nữa. Trong ngày này, nếu như bạn là người làm công ăn lương, bạn sẽ cần phải tránh mâu thuẫn với đồng nghiệp, bạn bè xung quanh. Bạn cần phải giữ sự bình tĩnh để giải quyết những vấn đề một cách lý trí nhất có thể. Mọi việc sẽ càng trở nên bế tắc hơn nếu như bạn nóng giận trong lúc này nhé. Ngày này, bạn tuổi Thân lại đang gặp ngày có kim khắc với mộc. Điều này cũng sẽ làm cho cái chuyện tình cảm giữa bạn với nửa kia có thể sẽ xảy ra sự tranh cãi trong ngày. Vợ chồng có một vài quan điểm không phù hợp với nhau là chuyện bình thường, nhưng với bạn tuổi Thân, chớ có nên vì điều ấy mà thất vọng hoặc là nói ra những lời gây tổn thương cho đối phương. Về câu quýt cho bạn tuổi Thân trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, nhận sự chỉ trích của đồng nghiệp hoặc là cấp dưới. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, hãy luôn bình tĩnh khi giải quyết vấn đề. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, chấp nhận những điều không mong muốn trong sự nghiệp. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, vợ chồng bất đồng quan điểm với nhau. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, hãy thay đổi những tính xấu của bản thân mình. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 27, số 86, giờ tốt từ 13 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng kim, màu trắng, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Dậu thứ năm ngày 18 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Dậu bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung. Điều này làm cho bạn tuổi Dậu dường như với bạn chẳng tìm thấy được điểm chung gì của mình với câu chuyện của mọi người. Nhưng với bạn tuổi Dậu đừng có vì thế mà nổi nóng, vì bất đồng quan điểm bạn nên lắng nghe ý kiến của mọi người mà bạn cho rằng họ kém hơn bạn nhé. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Dậu cũng đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Điều này nhắc nhở bạn, kết quả mọi việc hoàn toàn phụ thuộc vào cách hành xử của bạn trong ngày hôm nay. Thế nên, nếu như bạn muốn đạt được một thành quả giá trị nào đó thì bạn cần phải cố gắng nhiều hơn. Đừng có cảm thấy thất vọng nếu như mọi thứ không diễn ra đúng như kế hoạch trong ngày hôm nay của bạn. Ngày này, bạn tuổi Dậu cũng đang gặp ngày có kim mộc xung khắc. Điều này cũng làm cho bạn đang có điểm báo sẽ có những điều không tốt liên quan tới vấn đề về tiền bạc, việc kinh doanh, buôn bán. Với bạn tuổi Dậu nên cẩn trọng, tránh tin người thái quá, kéo lại tiền của một đi không trở lại. Làm gì cũng phải lưu tâm, chớ có bỏ qua những chi tiết nhỏ nhặt trong ngày hôm nay bạn tuổi Dậu nhé. Về câu quýt cho bạn tuổi Dậu trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, nên nghĩ kỹ hơn, không nên hành động nông nổi. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, suy nghĩ bi quan, có ý định bỏ cuộc. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, hãy thôi nghi ngờ quá nhiều khiến cho mọi thứ sai khác. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, lại nhạt với nửa kia của mình, vợ chồng bất hòa. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, sự riêng tư của bạn là rất cần thiết cho sự sáng tạo. Và đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 40, số 72, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu xám, quý nhân phù trợ tuổi Thìn, tuổi Thân, tuổi Tuất.
Tử vi tuổi Tuất thứ năm ngày 18 tháng 8 năm 2022. Vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tuất, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành Mão Tuất nhị hợp nâng đỡ. Điều này sẽ làm cho bạn tuổi Tuất làm ăn được thuận lợi trên nhiều lĩnh vực. Và trong ngày này với bạn tuổi Tuất, nếu như bạn nhanh tay nắm bắt được cơ hội, với bạn sẽ tìm được những mối đầu tư hợp tác làm ăn có giá trị, mở rộng mạng lưới khách hàng, giúp cho bạn bước ra khỏi được những khó khăn và cải thiện được tình hình tài chính của mình một cách nhanh chóng nữa. Trong công việc, dù ai cũng muốn nhận được sự ngưỡng mộ của người khác, song với bản mệnh tuổi Tuất trong ngày hôm nay, đừng có lấy đó làm cái cớ để thường xuyên lấp liếm đi những thiếu sót của bản thân mình. Và nếu như bạn muốn phát triển nhanh chóng hơn thì với bạn tuổi Tuất cần phải dũng cảm nhận lỗi sai về mình để có hướng sửa chữa sẽ giúp cho bạn được cải thiện tốt hơn nhé. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tuất lại đang gặp ngày có mộc khắc với thổ. Điều này sẽ làm cho cái chuyện tình cảm giữa bạn với nửa kia có thể sẽ có những bất đồng quan điểm với nhau trên một vài phương diện nào đó. Với bạn tuổi Tuất, bạn nên chờ cho cả hai cùng bình tĩnh trở lại rồi thảo luận với nhau sau, chớ nên cố tình nối dài trong lúc đôi bên cùng nóng nảy nhé. Vài câu quyết cho bạn tuổi Tuất trong ngày thứ hai này: tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, tìm được những mối đầu tư hợp tác làm ăn có lợi. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, nhanh chóng nắm bắt được cơ hội, không nên chần chừ do dự. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, không nên cố tình che giấu những vấn đề mà bạn đang gặp phải. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, vợ chồng cần phải có sự thống nhất quan điểm với nhau. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, chia sẻ những khó khăn với mọi người. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 13, số 78, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Ngọ, tuổi Thân. Tử vi tuổi Hợi thứ năm ngày 18 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Hợi bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có thủy sinh cho mộc vượng. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Hợi, đặc biệt là đối với những người đã lập gia đình rồi, sẽ có được một ngày khá là yên bình. Sau một ngày đi làm vất vả thì gia đình chính là nơi chốn giúp cho bạn hoàn toàn được thả lỏng, quên đi những chuyện không vui ngoài xã hội. Và trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Hợi, đối với những người đang còn độc thân cũng có thể sẽ nhận được những tín hiệu đáng mừng từ những người khác giới. Con người không có ai là hoàn hảo được cả. Với bạn tuổi Hợi, bạn nên có cái nhìn tích cực hơn để nhận ra được những ưu điểm của mọi người và cho đối phương cơ hội cũng như là cho mình cơ hội, bạn tuổi Hợi nhé. Tuy nhiên, trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Hợi cũng đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Điều này cũng sẽ làm cho bạn đang có điềm báo sẽ có nhiều rắc rối xảy ra với bạn trong ngày hôm nay. Bạn mệnh tuổi Hợi có thể sẽ vướng phải những mâu thuẫn, bất đồng ý kiến với lãnh đạo khiến cho công việc của bạn gặp phải những khó khăn, trở ngại. Tuy nhiên, với bạn cũng không nên suy nghĩ quá bi quan, bạn tuổi Hợi nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Hợi trong ngày thứ năm này: tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, gia đình quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, đối với những người đang còn độc thân nhận được nhiều sự săn đón. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, hãy cởi mở lòng hơn với mọi người, đừng có quá mức soi mói. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, vướng phải những mâu thuẫn bất đồng với lãnh đạo. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, không nên suy nghĩ bi quan. Và đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 12, số 82, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Mão, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!